Xin chào quý vị và các bạn, em là Thuận từ vấn bán hàng tại Hyundai miền Nam. Thì hôm nay sẽ cập nhật giá lăn bánh dòng xe Hyundai Santa Fe, chương trình ưu đãi cuối cùng nha quý anh chị. Thì hiện tại thì một bên em showroom chỉ còn một hoặc một tới hai xe chiếc xe Vin 2022 cuối cùng nha quý anh chị. Thì hôm nay sẽ cập nhật giá lăn bánh của chiếc Hyundai Santa Fe, chương trình ưu đãi cuối cùng trong tháng 2 của xe năm sản xuất 2022 nha quý anh chị. Thì hết tháng 2 thì dòng xe Hyundai Santa Fe sẽ hết những chiếc xe Vin năm sản xuất 2022 và chỉ còn xe 2023 và trở lại với mức giá niêm yết ban đầu và sẽ có tặng phụ kiện thôi nha quý anh chị. Hiện tại thì dòng Hyundai Santa Fe đang có chương trình giảm giá chưa từng có cuối cùng nha quý anh chị. Hiện tại Santa Fe máy xăng tiêu chuẩn giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 108 triệu, lăn bánh ở tỉnh xe 1 tỷ 090 triệu nha. Hiện tại bên em đang còn màu trắng có sẵn giao ngay nha quý anh chị. Rồi chúng ta sẽ tới với, nếu mà khách hàng vay mà 80% thì chúng ta sẽ là trả trước là 330 triệu và khách hàng ở tỉnh sẽ là trả trước là 320 triệu nha quý anh chị. Thì giá trên thì chưa bao gồm chi phí là bảo hiểm rồi nha quý anh chị. Rồi đối với khách hàng mà mua trả góp thì chúng ta có thể vay được tối đa là 85% giá trị xe nha, nhưng mà chúng ta cũng phải mua bảo hiểm nhân thọ nha quý anh chị. Thì dòng tiếp theo chúng em sẽ nói với quý anh chị đó là dòng Santa Fe máy dầu tiêu chuẩn, giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 212 triệu, giá lăn bánh ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 197 triệu. Thì giá trên chỉ bao gồm bảo hiểm và chất thân xe và phí dịch vụ đăng ký xe nha quý anh chị. Quý anh chị mà mua xe tiền mặt thì sẽ không cần phải sử dụng hai dịch vụ như vậy. Rồi đối với khách hàng mà chúng ta mà vay 80% thì chúng ta chỉ cần trả trước khách hàng ở Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ trả trước là 350 triệu, khách hàng ở tỉnh thì chúng ta sẽ trả trước là 335 triệu. Thì giá trên đối với khách hàng mà một số ngân hàng họ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ thì chưa bao gồm bảo hiểm nhân thọ nha quý anh chị. Rồi chúng ta sẽ tới với phiên bản là máy xăng cao cấp. Thì máy xăng cao cấp Vin 22 hiện tại bên em chỉ còn màu đen nha quý anh chị. Giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 309, giá lăn bánh ở tỉnh sẽ 1 tỷ 290 nha. Thì giá trên đầu đó là với xe năm sản xuất 2022 và đăng ký là 2023 nha quý anh chị. Thì chi tiết thì quý anh chị liên hệ em theo số điện thoại là 0962 385 818. Còn đối với khách hàng mà mua xe trả góp thì chúng ta chỉ cần trả trước là 380 triệu là đủ khách hàng Hồ Chí Minh, còn khách hàng ở tỉnh thì chúng ta trả trước là 365 triệu là chúng ta có thể nhận xe nha quý anh chị. Rồi chúng ta sẽ tới với phiên bản tiếp theo, đó là phiên bản máy dầu cao cấp là ưu đãi lên tới là 145 triệu nha quý anh chị và tặng phụ kiện cao cấp. Thì giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 389, lăn bánh ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 370. Thì hiện tại máy dầu cao cấp thì bên em chỉ còn là màu trắng và màu đen nha. Thì để biết thêm chi tiết thì quý anh chị liên hệ theo số điện thoại phía dưới nha, 0962 385 818. Thì hiện tại chỉ còn là hai xe màu trắng và màu đen thì quý anh chị gửi liên hệ em. Với khách hàng Hồ Chí Minh thì chúng ta trả trước là 400 triệu và khách hàng ở tỉnh thì chúng ta sẽ trả trước là 390 triệu là chúng ta có thể nhận xe nha quý anh chị. Chiếc xe Santa Fe là chiếc xe rất là nhiều trang bị option, được bán chạy nhất trong phân khúc SUV cỡ D nha quý anh chị. Là hiện tại là đang có mức ưu giá đãi chưa từng có nha. Đặc biệt thì hiện tại bên em đang có một số xe có sẵn Vin 22 giá cực tốt. Quý anh chị mà có nhu cầu mua xe, tìm kiếm một chiếc xe 7 chỗ, nhiều option, nhiều trang bị và ưu đãi cực kỳ tốt thì quý anh chị cứ liên hệ em theo số điện thoại 0962 385 818. Em là Thuận tư vấn bán hàng tại Hyundai miền Nam. Xin hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.